Nghệ sĩ Tấn Hoàng bị ngất gục trên máy bay khi đi diễn, phải thở oxy. Tôi không chịu nổi, gục luôn vào vai của hành khách kế bên rồi ngất xỉu. Lúc đó, tiếp viên mới tới lo cho tôi. Bác sĩ trên máy bay cho tôi thở oxy, Tấn Hoàng nói. Mới đây, trên kênh YouTube của nghệ sĩ Tấn Hoàng đã đăng tải một clip quay lại cảnh anh đang nằm mệt mỏi trong gian phòng trọ rộng 20m². Anh Thiệu, cháu kiêm trợ lý của nghệ sĩ Tấn Hoàng nói, sáng nay, tôi có nhận được tin chú Tấn Hoàng bị mệt và ngất trên máy bay. Ngay lập tức, tôi đã đưa chú tới bệnh viện để các bác sĩ cứu chữa rồi đưa chú về nhà nghỉ ngơi. Tiếp đó, anh Thiệu quay tới nghệ sĩ Tấn Hoàng. Nghệ sĩ Tấn Hoàng vừa thở vừa nói trong sự kiệt sức, mệt mỏi. Mấy ngày nay tôi mệt và đuối quá nên không làm clip đăng YouTube được. Tôi bị kiệt sức vì lỡ nhận show ngoài miền Bắc nên phải cố diễn cho xong, tới ngày hôm nay mới về nhà được. Sức khỏe tôi đã ổn rồi. Sáng nay, tôi từ miền Bắc đáp chuyến bay 6 giờ về Sài Gòn để quay phim Cơn Giông. Tôi dự tính 8 giờ là máy bay đáp xuống Sài Gòn rồi tôi book gờ dạp ra thẳng Cần Giờ luôn để quay phim. Nhưng khi lên máy bay được 15 phút, tôi tự nhiên thấy chóng mặt, cơ thể yếu dần. Tôi ráng chịu, không báo cho tiếp viên biết vì nghĩ bay chừng hơn một tiếng là về đến Sài Gòn rồi. Sau đó tôi không chịu nổi, gục luôn vào vai của hành khách kế bên rồi ngất xỉu. Lúc đó, tiếp viên mới tới lo cho tôi. Bác sĩ trên máy bay cho tôi thở oxy tôi mới tỉnh lại. Tôi nhớ lúc ấy tôi không thở được, người lạnh, mồ hôi ra nhiều lắm. Tiếp viên lập tức điện xuống sân bay, nhờ cho xe cấp cứu đợi sẵn rồi sơ cứu cho tôi. Họ trích thêm cho tôi một mũi thuốc gì đó rồi cho tôi thở oxy. Tới Sài Gòn, họ cho tôi vào bệnh viện 115 truyền nước biển. Bác sĩ nói tôi bị tụt huyết áp. Tiếp đó, bệnh gan của tôi đẩy men gan lên, khiến tôi ngất. Vào viện rồi, tôi mới nhớ ra là phải đóng tiền viện phí, nên mới gọi cho Thiệu, trợ lý của Tấn Hoàng. Tôi ít khi nào gọi cho vợ con lắm, đã bệnh hoạn rồi còn gọi cho vợ con lại khiến vợ con lo thêm. Giờ gọi cho vợ con lại khiến vợ tôi quính quáng lên, rồi con cái đang đi làm ăn phải bỏ công chuyện để vào viện, chẳng được gì hết. Thực ra, trước đây tôi từng bị ngất như thế này một hai lần rồi. Cách đây vài năm, tôi cũng đang quay phim rồi cắm đầu xuống đất luôn, không biết gì nữa. Tình hình sức khỏe của nghệ sĩ Tấn Hoàng khiến khán giả không khỏi lo lắng. NS. Cảm ơn quý khán giả đã theo dõi video clip. Nếu hay, quý vị hãy chia sẻ và đăng ký kênh để ủng hộ kênh càng ngày càng phát triển. Xin trân trọng cảm ơn quý vị rất nhiều.